Chào mừng các chị các bạn đến với khóa học Idioms English Idioms in Use ở trình độ trung cấp. Các chị bạn, chúng ta học bài 3 Animals Describing People, mô tả người, Animal Names. Thì những thành ngữ này dựa trên cái từ ghép liên quan với động vật, các chị các bạn chúng ta cùng học nha. Is a dark horse, là một con ngựa đen thì nó là gì? Is a dark horse someone who is clever or skillful in a way that no one knew or expected, một người không minh hoặc khá léo theo cách mà không ai biết, không ai ngờ tới luôn các bạn. Mình ví dụ rất là hay ha. A dark horse chứ các bạn ha. Các bạn, a dark horse thì mình sẽ mở horse nè. Horse, take a horse, take horse là cưỡi ngựa nè. Horse to horse là lên ngựa. Horse and foot, kỵ binh và bộ binh. Horse and foot các bạn ha. Light horse, kỵ binh nhẹ. Chữ horse có nghĩa là kỵ binh hay horse. To back the wrong horse, đánh cá con ngựa thua, ủng hộ phe thua. Black horse, còn dark horse là con ngựa ít người biết đến trong cuộc thua. Ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử ha mà, nhưng mà rất là thông minh thì tốt ha. Lie a horse, làm khỏe like a horse. To flog a dead horse, to mount or be get on or get on, be on, ride the horse, ride the high horse. Bên báo làm bộ làm tịch nên mặc ra đây ha. Thì rất nhiều các bạn. That's a horse of another color, đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Hold your horse, bình tĩnh lại, hold your horse. Can you take a horse to water, bạn hãy tạo cho đòi hỏi tốt cho người khác. But you can make him drink, nhưng họ vẫn bỏ câu hỏi đó ha. Lock the stable door after the horse has bolted, bắt trâu thì mới làm chuồng ha. A willing horse, một người lưu vẹn nhận việc mà không nề nà. Mình ví dụ cho mình vậy, mình đừng có sợ người ta cười chê ha. Mình dính là cái người rất giỏi hết anh chị các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? A lone wolf, một người sinh sống một mình các bạn. Wolf, a lone wolf là một người sinh sống đơn độc một mình, một con sói đơn độc. Wolf. Someone who does not mix socially with other people is a cold fish. A cold fish, một con cá lạnh, mình dịch như một người lạnh lùng ha. Cold fish, đây định nghĩa nó luôn, một người không thân thiện, không thể hiện cảm xúc của họ. Is act as a guinea pig. Guinea pig, buy a pig in a book, mua trâu vẽ bóng ha. Pick a pig together, sống bẩn thẳng, sống bẩn thỉu, bừa bãi ha. Thì các bạn định nghĩa đây, đây. Tức là someone nó như là someone who asks us a subject in an experiment or trial something. Một người đóng vai trò là một chủ thể trong một cuộc thử nghiệm, một thử nghiệm cái gì đó các bạn ha. Ta gọi là hoạt động như con chuột thử nghiệm ha, chuột thử nghiệm ha. Pig là con heo. As a guinea pig is a party animal. Mình dịch là party animal. Someone who gì? Someone who would loves party and socializing. Người thích tiệc tùng và giao lưu. It's a party animal. Would love to be a fly on the wall, trở thành con rùa trên tường. Someone who would love to be present to see an important private or secret event. Muốn có mặt để xem sự kiện bí mật hoặc liên quan riêng tư quan trọng ha. There was a fly on the wall documentary on TV last night because about hospital waiting rooms. Fly on the wall, các bạn lại fly on the wall. Cái nghĩa là gì các bạn biết không? Đây. Các bạn ha, đây là bộ phim tài liệu truyền hình này không? Bộ phim tài liệu There was a fly on the wall, documentary on TV last night about hospital waiting rooms, về phòng chờ của bệnh viện ha. Chương trình phim đó
được quay cho in real situation, real life situation sometimes with hidden cameras. Quý vị, đôi khi có camera ẩn ha. People's characters and their actions, nhân vật của mọi người và hành động của họ. Nên có những cái thành ngữ này. John's back, John's back is worse than his eye. Anh ta phát tiếng giận dữ nhưng mà không phải vậy ha. Đừng cứ sợ anh ta, ý là vậy ha. John's back is worse than his eye. Right. It may seem fierce, tough, but he is not really. He may seem dường như là bị dữ dằn, độc ác, nhưng mà dễ dài, rất là dai như đĩa ha, nhưng mà không phải vậy. You don't need to be afraid of him. He wouldn't hurt a fly. Hurt a fly. Không làm đau một con ruồi. He's totally harmless and would never hurt anyone. Con ruồi mà anh không còn làm đau nữa, tức là con gì là không hại ai hết ha. Harry's really got the trouble bug ever since he won that holiday in the Caribbean. Tức là thành ngữ của câu này nghĩa là gì đây?